Với phương châm tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tại xã Bum Nưa, huyện Mường Tè đã diễn ra lễ ra quân tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân biên giới năm 2018 do tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Tại đây, Đoàn Thanh niên Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao tặng và chuyển giao mô hình phát triển kinh tế thanh niên, vườn rau thông minh, công nghệ cao trị giá 130 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên xã Bum Nưa. Đây là sản phẩm, giải pháp sáng tạo của đoàn viên thanh niên tập đoàn VNPT nghiên cứu phát triển dựa trên nền tảng công nghệ thông minh IoT. Đoàn cũng trao tặng 35 suất quà tặng và học bổng cho gia đình chính sách và các em học sinh nghèo học giỏi của huyện Mường Tè, trao tặng tủ sách Bác Hồ cho trường trung học cơ sở Can Hồ. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao 20 suất học bổng vừa A dính cho các em học sinh, trao tặng nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn Lai Châu. Ngoài ra, các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Bưu điện đã tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, cán bộ và người dân nghèo huyện Mường Tè.